may mắn. Thưa Thầy, ai ai cũng muốn được may mắn, nhưng lúc nào và ở đâu cũng có người may mắn, có người không may mắn. Tại sao người này may mắn, người kia không may mắn? Làm sao để được may mắn? Nhân điện có giúp ta may mắn hay không? Nhiều người cầu nguyện may mắn hay được chúc may mắn, có được may mắn hay không? Xin Thầy giải thích dùm. Xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi này rất hay, rất thực tế và hữu ích cho tất cả mọi người. Một đề tài rất đáng cho chúng ta nghiên cứu và học hỏi. Người nào cũng muốn được may mắn, nhưng chỉ có một số người được may mắn. Muốn biết nguyên nhân tại sao, chúng ta cần xác nhận rõ ý nghĩa của may mắn. Nói chung thì may mắn có nghĩa là có được những cái hay, cái tốt đẹp, cái thành công, thường là bất ngờ, vượt ra khỏi những ước tính thông thường, hoặc ngược lại, thoát khỏi những hiểm nguy, tránh được những thất bại như dự tính hay thấy rõ. Nói riêng thì có những cái đối với người này là bình thường, nhưng với người khác thì lại là may mắn. Cũng có những trường hợp đối với người này là may mắn, nhưng đối với người khác thì lại là không may mắn. Cũng có những cái ở vào thời điểm này hoặc không gian này là bình thường, nhưng vào thời điểm khác, không gian khác thì nó lại là may mắn. Có những người mới sanh ra đã được may mắn, đó là những đứa trẻ sanh ra trong những gia đình giàu có, những đất nước văn minh. Trái lại, những đứa trẻ sanh ra trong những gia đình nghèo, đông con, những quốc gia chậm tiến, những đất nước chiến tranh, triền miên là những đứa trẻ không may mắn. Đó là nói chung chung. Còn đi vào chi tiết thì chúng ta thấy rõ, có rất nhiều trường hợp cá biệt và tương đối. Có những đứa trẻ sanh ra trong một gia đình giàu, nhưng cũng chưa chắc đã may mắn. Trái lại, có những đứa trẻ tuy sanh ra trong một gia đình nghèo nàn, nhưng cũng chưa chắc là không may mắn. Đặc biệt là những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình nhân điện là những đứa trẻ may mắn nhất. May mắn cho đứa trẻ, đồng thời cũng là may mắn cho anh chị em. Đứa trẻ may mắn vì nó nhận được những dòng điện từ anh chị em, người chồng hay người vợ. Cả hai vợ chồng thì càng tốt hơn. Sức khỏe của đứa bé sẽ tốt hơn người thường, mà tài trí, sự thông minh của nó cũng hơn nếu như nó không được sinh ra trong gia đình nhân điện. Điều này đã chứng minh rất nhiều. Anh chị em cũng được may mắn so với những người khác. Vì khi đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh thì cha mẹ sẽ đỡ vất vả hơn trong việc nuôi dạy con cái. Không chỉ có những đứa trẻ trong gia đình nhân điện, mà gần như bất cứ đứa trẻ nào có cơ hội gần gũi quen biết anh chị em cũng là những đứa trẻ được may mắn. Có rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Một đứa bé đi cùng xe cùng tàu với anh chị em, thình lình bị bệnh, đã được anh chị em âm thầm truyền điện trị bệnh. Trường hợp này không chỉ riêng có những đứa trẻ được may mắn, mà tất cả những người hành khách đi chung với anh chị em đều được may mắn nhờ sự giúp đỡ âm thầm của anh chị em. Những lời cầu nguyện của anh chị em, nếu có tai nạn thì tai nạn cũng nhẹ hơn, nếu có thương tích thì thương tích cũng sẽ nhẹ hơn. Thậm chí nếu như có người chết thì linh hồn của người chết cũng sẽ được siêu thoát. Cho nên có thể nói là tất cả những người này đều là những người may mắn. Không chỉ có những người đồng hành với anh chị em là những người may mắn, cụ thể là những thân nhân ruột thịt của anh chị em, những họ hàng bằng hữu của anh chị em cũng là những người may mắn. Bởi vì mỗi khi họ ốm đau bệnh hoạn thì họ có thể được anh chị em truyền điện giúp đỡ trị bệnh cho họ. Có khi trực tiếp bằng lời yêu cầu của họ, có khi gián tiếp bằng sự âm thầm giúp đỡ của anh chị em. Trực tiếp hay gián tiếp không quan trọng. Điều quan trọng là họ có đủ phước đức để đón nhận sự may mắn hay không. Có khi dù họ là thân nhân ruột thịt của anh chị em, nhưng họ không được may mắn. Có khi họ chỉ là những người xa lạ, nhưng mà
họ lại được may mắn, được anh chị em giúp đỡ truyền điện cứu giúp, hết bệnh, mạnh khỏe. Có thể giải thích là vì họ có phước thần may mắn. Nói đến may mắn, người ta thường nói đến sự tình cờ. Nhưng thật ra thì chúng ta phải nói đến phước phần. Tức là chúng ta phải nói đến những gì chúng ta đã tạo ra và những gì chúng ta đã để dành. Không tạo ra thì không thể có. Có rồi cũng không thể xài hết, mà phải cần biết để dành, biết tích lũy. Không để dành thì cũng không có gì hết khi cần đến. Và cái mà chúng ta cần để có được may mắn là cái phước. Cho nên công việc hàng ngày của anh chị em không chỉ là học hay học tập nhân điện, mà quan trọng là hàng ngày anh chị em cần phải làm phước, tạo ra phước đức và biết để dành phước đức cho mình, cho con cháu mình, cho gia đình mình. Tạo ra càng nhiều, để dành càng nhiều thì anh chị em càng có cơ hội để được may mắn nhiều hơn. Nếu chỉ là một người bình thường thì chuyện làm phước có thể nói là khó lắm. Nhưng nếu là một học viên nhân điện thì không khó. Anh chị em chỉ cần truyền điện cho người này người kia, nơi này nơi khác, quốc gia này quốc gia nọ, để giúp con người có sức khỏe, giúp con vật, giúp cây cỏ hoa màu tăng trưởng tốt tươi, giúp thời tiết khí hậu tốt lành, thiên tai bão lụt giảm bớt. Đó là những việc làm phước cụ thể trong khả năng nhân điện của anh chị em. Dù kết quả ra sao, anh chị em cũng được hưởng đầy đủ ân phước của trời Phật. Có người thắc mắc, sao mình làm phước nhiều rồi mà vẫn không thấy may mắn? Cái này thì anh chị em cần phải minh triết giác ngộ mới được. Cái này có thể là anh chị em đã làm phước chưa đủ, chưa dư để có được sự may mắn mà anh chị em mong muốn. Có thể là anh chị em đã được may mắn rồi mà anh chị em không hay biết. Có thể những cái phước đức anh chị em đã tạo ra chỉ mới đủ bù trừ cho những tai ương mà lẽ ra anh chị em đã phải gánh chịu do những nguyên nhân nhân quả sâu xa trong đời kiếp này hay những đời kiếp khác. Nói đến người khác không bằng nói đến chính bản thân anh chị em. Ngay khi anh chị em thật tâm gia nhập ngành nhân điện là anh chị em đã được sự may mắn. Khi anh chị em được khai mở luân xa là anh chị em đã vô cùng may mắn. Anh chị em đã nhận được một gia tài vô giá Thượng Thiên đã ban cho. Bởi vì từ trước khi có ngành nhân điện thì việc khai mở luân xa là vô cùng khó khăn. Nếu như không muốn nói là không thể được. Có người cả đời tu hành tập luyện mà cũng không đạt được, dù chỉ là khai mở một vài luân xa, dù chỉ là một vài phần trăm, chứ không phải là khai mở 100% cho 6 luân xa như anh chị em đã được. Càng học lên cấp lớp cao, anh chị em càng được may mắn hơn, bởi vì anh chị em sẽ được nhiều vị thần linh có đầy đủ những quyền năng tâm linh phò trợ để cho anh chị em có sức khỏe, có khả năng tạo phước giúp đời. Tức anh chị em gieo những hạt nhân cho những cây trái may mắn xuất hiện. Nói một cách giản dị và cụ thể hơn, khi anh chị em có khả năng, cơ hội nhiều hơn để giúp đời, hoặc là trị bệnh, hoặc dạy học cho nhiều người, thì anh chị em sẽ có nhiều hy vọng được may mắn hơn. Thực tế, chỉ cần là một thành viên trong gia đình nhân điện thôi, với con số thành viên hiện nay trên 3 triệu người, mỗi ngày mỗi tăng tiến thêm trên 70 quốc gia, không phải quảng cáo mà là sự thật. Anh chị em có biết bao cơ hội để được hưởng những sự may mắn. Chỉ cần đi đến một nơi nào có học viên nhân điện, anh chị em cần có một người bạn, người quen, một người đồng môn, một sự giúp đỡ. Anh chị em sẽ có thể có được. Và may mắn chính là cái này. Cái này chính là sự may mắn cụ thể và chắc chắn mà anh chị em mong muốn. Người khác thì không được hoặc khó lắm, nhưng anh chị em thì được. Và thực tế là nhiều anh chị em trong ngành nhân điện của chúng ta đã được, hoặc cá nhân, hoặc các trung tâm nhân điện, hoặc giúp đỡ trực tiếp, hoặc hướng dẫn. Do đó, thực tế là càng tham dự nhiều lớp học
học thêm lên hay học dự thính. Càng quen biết thêm nhiều bằng hữu bạn bè, càng có nhiều người thân thương, cảm tình, thì anh chị em càng có thêm cơ hội để được may mắn. Càng cô độc, ít bạn bè, càng khó có được sự may mắn. Càng ích kỷ không giúp người, thì càng dễ thất bại rủi ro. Tệ hơn thế, nếu anh chị em không có bằng hữu mà chỉ có kẻ thù, thì không thể có may mắn được. Càng có nhiều kẻ thù thì sẽ càng dễ bất hạnh, lâm nạn, tai ương. Khi trở thành một học viên nhân điện, anh chị em còn là một thành viên của cả một liên ngành y học lâu đời và rộng lớn khắp toàn thế giới Đông Tây, là ngành y học cổ truyền và ngành y học bổ sung, mà ngành nhân điện là một phân khoa của hai ngành học này. Anh chị em có đủ cơ hội để có những người bằng hữu khắp nơi thuộc mọi ngôn ngữ sắc tộc, cùng chung một công việc làm phước giúp người giúp đời, cứu nhân độ thế. Và như vậy thì anh chị em sẽ có muôn ngàn cơ hội để có được sự may mắn. Vấn đề còn lại chỉ là ở cá nhân. Anh chị em có biết nắm lấy những cơ hội này hay không? Có lòng nhân ái và thể hiện nhân ái? Nếu có, dù chỉ là một cơ hội, anh chị em cũng có thể có được nhiều điều may mắn. Sự may mắn phải được tính từ những cái nhỏ nhất và cụ thể nhất, giảm đi một cơn đau, bớt đi một chứng bệnh, phải được coi như là một sự may mắn. Và như vậy, thì anh chị em, những học viên nhân điện, người nào cũng đã được may mắn. Vì gần như bất cứ người nào, một khi đã thực tâm gia nhập ngành nhân điện, đã nghiêm chỉnh học tập và thực hành nhân điện, thì cũng đã được trị bớt hoặc trị lành, hoặc là bệnh này, hoặc là bệnh khác. Anh chị em phải minh triết, giác ngộ, và đồng thời cũng phải thực tế để thấy biết rằng không có ai trên đời không đau ốm, bệnh hoạn, cũng không có một ai thoát khỏi cái chết. Cho nên không bao giờ chúng ta than phiền, bi quan về một chứng bệnh, về một cơn đau nào đó, mà phải thấy cái may mắn là chúng ta đã được học nhân điện, đã có những khả năng có thể nói là kỳ bí, siêu nhiên mà người khác không có được. Chúng ta có thể trị bệnh cho mình, cho người quen, người lạ, ở gần hay ở xa, một người hay nhiều người, bệnh nặng hay nhẹ, trong khoảng thời gian nhanh nhất và không cần đến bất cứ một phương tiện vật chất, thuốc men, cây cỏ, hóa chất nào. Chẳng những trị được những chứng bệnh về thể xác, mà còn trị được cả những chứng bệnh về tâm linh. Chúng ta còn khả năng dạy học cho người khác, khả năng khai mở luân xa cho người muốn học nhân điện. Chúng ta có rất nhiều năng lực giúp đời mà không cần phải có những điều kiện văn bằng, học thức, khả năng trình độ khắt khe của người đời. Với những khả năng phương tiện công đức này, phải nói anh chị em, chúng ta đã là những người may mắn rất nhiều, những người may mắn nhất. Nhờ có nhân điện, chúng ta có thể tự trị bệnh cho mình. Nếu như chúng ta vẫn còn mang một chứng bệnh nào đó, thì hãy nghĩ rằng chúng ta đã may mắn không mang nhiều chứng bệnh. Nếu chúng ta mang một chứng bệnh nhẹ, thì hãy nghĩ là chúng ta đã may mắn không mang phải một chứng bệnh nặng. Cho dù có phải mang một chứng bệnh nặng, thì cũng phải nghĩ là mình đã may mắn còn sống sót. Cho dù biết rằng mình sẽ phải chết vì một chứng bệnh nào đó, hãy nghĩ rằng cái chết không phải là sự trừng phạt của Thượng Đế. Có khi đó chỉ là một sự việc thông thường, một điều tất yếu của nhân sinh, lẽ sinh diệt của vạn vật. Có khi đó chỉ là một ân huệ của Thượng Thiên, một sự giải thoát khỏi một số sự ràng buộc của vật chất, tư tưởng, tình cảm nào đó. Có khi cái chết của một thân xác này chỉ là cái bắt đầu của một thân xác khác trong cuộc hành trình tiến hóa của nhân loại mà thôi. Với cái nhân điện mà chúng ta đã tiếp nhận được trong kiếp này, nhiều hay ít, linh hồn chúng ta cũng đã là phần minh triết giác ngộ trong tình thương và ánh sáng soi rọi của Thượng Đế. Chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống mới tốt đẹp hơn ở kiếp sau. Nên nhớ là chúng ta có hai phần trị bệnh,
phần thu nhận điện năng và phần phát triển tâm linh. Ngay từ bài học đầu tiên, chúng ta đã học cả hai phần này. Anh chị em vừa khai mở luân xa, vừa học tập thiền, tức là học về tâm linh. Khi anh chị em tịnh tâm, là lúc anh chị em buông bỏ tất cả mọi ý nghĩ, suy tư bị chi phối bởi bối cảnh, ngoại cảnh của vật chất. Vài phút thiền định, buông bỏ tất cả mọi ý nghĩ của đời sống là những bước đầu tiên đưa anh chị em vào cảnh giới tâm linh. Tuy vô hình, nhưng lại có những năng lực rất kỳ bí mà những ai đã từng thực hiện ngành nhân điện đều cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm. Những ai chưa có kinh nghiệm thì nên cố gắng thực hiện, thực hành để có được những kinh nghiệm quý báu và nhiều lợi ích của việc thiền định, tịnh tâm. Buông bỏ những ưu tư phiền muộn, lo lắng, đau buồn, giận tức, hận thù, v.v.